Mưa lớn cuốn trôi cầu ở Thành Đô. Chuyện lạ xảy ra ở Thiên Tân, cây bị sét đánh 13 lần vẫn không đổ. Mưa dông ở Thái Lan, quét khách du lịch rơi sông khiến một người thiệt mạng và một người mất tích. Vụ nổ bất ngờ ở Cao Mật, Sơn Đông khiến các ngân hàng và cửa hàng không thể nhận ra. Một ngôi nhà bị cơn lốc xoáy mạnh phá hủy tại Diêm Thành, Giang Tô. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới của DBC. Mưa lớn cuốn trôi cầu ở Thành Đô. Gần đây, Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt. Sau Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Thành Đô, Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn. Nhiều khu đô thị bị ngập lụt, một số cây cầu bị cuốn trôi bởi lũ lụt. Một số video do người dân địa phương tải trên Internet đã tiết lộ một phần thảm họa do mưa lớn gây ra. Một du khách từ Thành Đô đang đi du lịch đến danh lam thắng cảnh Cửu Long Câu ở thành phố Trùng Châu đã bị mắc kẹt. Anh ta đã tung một đoạn video cảnh lũ lụt cục bộ tràn ra đường và nói rằng anh ta sẵn sàng trở lại Thành Đô bằng thuyền. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy một trận lũ quét đã bùng phát tại khu thắng cảnh Hoa Tiên Cốc ở huyện Kim Đường. Một số trụ cầu bị cuốn trôi và các cây cầu cũng bị gãy. Các phương tiện truyền thông chính thức khác đưa tin rằng trận mưa lớn ở Thành Đô mang đến một ngày mát mẻ và người dân ở quận Tân Tân của Thành Đô bắt cá trên đường, v.v. Nhưng không báo cáo thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra trong khu đô thị. Chuyện lạ xảy ra ở Thiên Tân, cây bị sét đánh 13 lần vẫn không đổ. Một cái cây ở Thiên Tân, Trung Quốc bị sét đánh 13 lần liên tiếp mà không đổ, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Đoạn video do một cư dân mạng ở Thiên Tân đăng tải cho thấy sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 8 khi thời tiết xấu và có dông bão. Thật bất ngờ, một cái cây bị sét đánh 13 lần liên tiếp trong khi rất nhiều cây cối xung quanh không bị ảnh hưởng gì. Cái cây cuối cùng cũng đã bị chẻ đôi nhưng không đổ. Đoạn video hiếm hoi nhanh chóng lan truyền và gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Tục ngữ có câu làm điều ác thì bị sét đánh. Lôi mộc là chỉ cây cối, sau khi bị sét đánh có thể sinh trưởng bình thường. Ở Đông Bắc người ta thường cho rằng lôi mộc bị sét đánh từ trên trời xẻ ra, yêu mà vô cùng sợ hãi. Ngôi nhà bị một cơn lốc xoáy mạnh phá hủy tại Diêm Thành, Giang Tô. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào chiều ngày 13, một cơn lốc xoáy đã xảy ra ở thị trấn phía nam quận Đại Phong, Diêm Thành. Sau khi tìm hiểu sơ bộ đã có thương vong, con số thương vong cụ thể về thiệt hại và tài sản đang được xác minh. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy những cơn gió mạnh gào thét, cột lốc xoáy màu đen nối từ mặt đất lên trên vô cùng đáng sợ. Cơn lốc xoáy đang di chuyển trên cánh đồng, cát và đá bay tứ tung. Video cho thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại, cư dân mạng địa phương mô tả cảnh tượng khi cơn lốc xoáy xảy ra. Không nhỏ, nhà tôi sập rồi. Tại hiện trường, nhìn cơn lốc lượn lờ xung quanh, tôi đứng bên cạnh mà rùng mình. Theo các chuyên gia từ Cục Khí tượng Trung Quốc và Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, cơn lốc xoáy được xếp vào loại cường độ trung bình. Nó
Mưa rông ở Thái Lan quét khách du lịch rơi sông khiến một người thiệt mạng và một người mất tích. Một người đàn ông đang dùng bữa cùng gia đình tại một nhà hàng trên bờ. Quay video cho thấy một chiếc thuyền du lịch bị vòi rồng lao vào và lật đổ con thuyền. Vụ việc xảy ra ở Balam, tỉnh Phetchaburi. Lực lượng cứu hộ đã kéo 4 phụ nữ và một người đàn ông bị thương nhẹ lên khỏi mặt nước và tiếp tục tìm kiếm 2 hành khách còn lại cho đến nửa đêm. Cảnh sát địa phương cho biết vào sáng ngày 13 rằng họ đã tìm thấy thi thể của một thanh niên khoảng 20 tuổi. Trước khi tìm thấy thi thể, người điều hành tàu du lịch Sampan Jinpin, 63 tuổi, cho biết 2 du khách mất tích đều là nam giới, một người mặc áo sơ mi Hawaii, người kia mặc áo phông đen và quần jean. Vụ nổ bất ngờ ở Cao Mật, Sơn Đông khiến các ngân hàng và cửa hàng không thể nhận ra. Theo một video do cư dân mạng đại lục đăng tải trên Weibo, một vụ nổ bất ngờ xảy ra trên đường Phượng Hoàng, thành phố Cao Mật vào ngày 13 tháng 8, khiến một ngân hàng và một cửa hàng cá nướng liền kề bị nổ tung không thể nhận dạng được. Đồ lặt vặt vương vãi khắp nơi, mặt đất hỗn độn. Cảnh quay từ camera giám sát cho thấy khói và bụi khổng lồ do vụ nổ tạo ra đã phả thẳng vào phần đường đối diện. Nhiều phương tiện đang di chuyển bị ảnh hưởng. Vụ nổ này đã được báo cáo trên các phương tiện truyền thông đại lục. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.